Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn đi map AI mới. Còn đây là cái đồ nhận được. Map này nó chính là Lâu Lan Cổ Mộ, chế độ khó. Vâng, hôm nay thì mình sẽ cầm khẩu đua Gatling VIP vào cho nó chất. Không phải là hẳn là chất đâu. Còn có một cái ý thâm sâu của nó. Tại vì các bạn thấy trên group không? Mấy thằng mà chuyên khoe những cái món đồ nhận được từ AI ngon ấy, thì nó toàn rơi vào top 3 và top 4. Thì các bạn hiểu tại sao mình cầm cái khẩu này chưa? Đấy, khẩu này rất là cùi map. Nó cùi trong AI C4, zombie đều là cùi map. Nhưng được cái thì nó nhiều đạn thôi. Hiện tại thì mình ép tận 5 khẩu RMK VIP, nên số lượng đạn mình mang theo là hơn 1.500. Và đạn trên băng chính là 400 viên. Rất là chất chơi. Đấy, tuy là nhiều đạn nhưng thực sự là nó rất là yếu. Nó không thể farm quá nhiều như lại cái bọn RMK VIP hoặc là Thompson VIP 2 được. Đấy, bọn kia thì nó có cái băng ấy, nó có thể phun băng ra để farm quái rất là tốt. Đấy thì chơi khẩu này thì sẽ rơi vào top 3 hoặc top 4 thôi. Có thể là nếu mà bắn tốt thì có thể lên top 2, nhưng mình nghĩ các bạn bắn vừa vừa là được rồi. Gặp boss thì bắn nhiều, còn farm quái thì các bạn không cần farm nhiều như bọn này đâu, farm vừa vừa thôi. Đấy, còn gặp boss thì bắn hết mình. Và hiện tại thì như cái phòng này cũng lắm khẩu RMK với lại Thompson VIP thôi. Hiện tại thì sáng hôm nay mình đi, mình gặp toàn RBK với lại Thompson VIP mang vào đây. Nhưng thực sự mình soi cái lúc mà đồ nhận được của chúng nó thì nó rất là khắm lọ. Nó không có đồ gì ngon anh em ạ. Rất là thối. Trời ơi, đến cái phần này thì anh em cứ thủ thôi. Đấy, đầu tiên là mở thang máy. Bước tiếp theo thì các bạn hãy thủ. Và nếu mà gặp Thompson VIP thì các bạn cũng không cần phải đắn đo. Đấy, đầu tiên thì đứng bên này. Nếu mà bên này nó thủ kinh lắm, quái không ra được, thì các bạn hãy qua bên phần bên này. Đấy, thì các bạn cứ đứng thủ bên này thôi. Nếu mà bên đấy lo được, còn không lo được thì chúng ta phải qua đứng bên đấy thôi. Đấy, bên đấy thì bọn kia nó chỉ cần phóng vài cục băng thôi là nó có thể chặn mồm cái cửa ra rồi. Còn đây thì nó sẽ khác, nó ra hai đường, chúng ta có thể qua đây và farm quái thoải mái luôn. Ôi, chúng ta đợi một phút nữa nhá. Mày, mình thế luôn, chắc chắn trận này mình có đồ ngon. Mình đã đi test thử nhiều lần rồi. Sáng hôm nay test sắp bật lời anh em ạ. Phải test trước để mới mở mồm ra nói được. Chứ không thì anh em lên group anh em xem anh em cũng biết rồi. Mấy cái thằng mà chuyên ra đồ ngon hoặc mấy cái thằng mà cầm vũ khí VIP ý, lúc mà nó soi đồ lại thì nó toàn đồ rác. Mà những cái thằng top 3, top 4 thì toàn đồ ngon. Anh em hiểu không? Là dã man. Đấy. Còn cái lúc mà nó ra toàn rác thì cũng không thằng nào nhận được đồ ngon đâu. Thế luôn. Mấy con này hơi bị trâu bò này. Vâng, cái chỗ này thì nó cũng đơn giản thôi. Những bước đầu tiên mà. Tính qua đây la liếm ít kill mà không có ai. Thôi lại qua chỗ cũ, chúng ta mới có được nhiều kill. Đấy, farm như bình thường thôi. Farm như những cái khẩu súng sức mạnh của nó thôi. Chứ các bạn không cần phải cố gắng chạy quanh rồi kiếm kill các kiểu. Các bạn cứ để chúng nó lo đi. Đấy, không cần nhiều. Vâng. Rồi, thêm một ít. Mình sẽ cầm rìu đi chặt chém. What the hell? Sao chém không được ấy? Chém ngang không được. Ơ, tôi là ai? Cái định mệnh chém ngang không được ấy. À rồi, mình sorry. Mình bật chế độ bắn auto. Vâng, đối với bắn quái như thế này thì thực sự bắn auto nó rất là tốt. Tại vì đỡ phải các bạn ấn nhiều, mất thời gian. Vâng, mình thì mình là thằng rất là lười biếng. AI thì cứ để bắn auto mà ngồi hưởng lợi thôi. Đấy, không cần phải dí vào đầu ấy các kiểu. Vâng, bắn như này thì bắt đầu chúng ta phải tự lực cánh sinh là phải bắn bằng tay nhá. Thì cái này nó rất là khó. Đấy, trời ơi, bọn này nó có thôn sơn băng thì nó không khó. Còn mình thì mình khó nên mình phải bắn auto để mình dí vào đầu ấy. Thì nó sẽ qua dễ hơn. Ê, chứ nhầm, bắn bằng tay chứ. Auto cũng có thể giấy sấy vào đầu được, nhưng mình không có thể ghim được tâm ấy. Đấy, bắn bằng tay thì mình ghim được tâm thì cho nó vào đầu được. Còn auto thì nó bắn loạn xạ hết cả lên nên mình khó có thể ấy được. Thì không thích. Đấy, auto thì chỉ để farm cái chỗ quái nào đông đông thôi. Đông đông mà dễ farm ấy.
Ở đây mình muốn bắn chắc chắn nên mình phải để bằng tay. Trời ơi, nó dễ thế này. Không cần tới các bạn vào, chỉ cần AFK thôi cũng qua trận được rồi. Vâng, chỉ cần lúc bắn boss là các bạn nhiệt tình là được rồi. Chứ những cái lúc farm quái thì cũng không cần nhiều đâu. Các bạn không cần farm quái nhiều. Mình chắc chắn điều đấy. Nhưng các bạn phải farm quái để các bạn lên level. Các bạn hiểu không? Các bạn phải farm quái để lên level. Các bạn không cần kiếm điểm nhưng các bạn phải lên cái level để cho nó tăng đam. Rồi, chúng ta sẽ đến với con boss đầu tiên. Boss đầu tiên thì nó rất là dễ thôi. Giờ sao? Bắn thôi. Cái địt mệnh đến boss hỏi giờ sao. Ô, thế chả nhẽ lại thoát à? Tuy nhiên hỏi câu vớ vẩn vơ lờ á. Bố mày thích bố mày lấy này. Ý. Ơ, mày sống lại à? Ơ, sống cái đéo gì? Bố mày lại dã một mả đạn vào mồm bây giờ. Ok, nó đã sống lại. Vâng. Đùa gắt linh sẵn sàng dã đạn. Trời ơi, đặt auto nó bắn sướng thế. Vâng, khỏi cần bắn tay luôn. Cái này thì đỡ phê anh em ạ. Vâng, nó auto hết sọ luôn mà. Gắt thế. Vâng, thôi mình bắn bằng tay đi. Cái này nó lệ thuộc vào máy quá anh em ạ. Mình cứ vào tay cho chắc chuyện. Vâng, đến lúc xoáy như thế này thì anh em hãy lại gần nha. Đừng đứng, đứng xung quanh chết đấy. Cứ lại gần như thế này. Ôi. Ôi, khẩu đua gắt linh này chậm quá. À, đến lúc nó phụt rồi thì các bạn hãy chạy vào đây thì nó sẽ không dính. Đấy. À, đáng nhẽ mình phải đặt cái khẩu ngoài kia để cho nó bắn auto chứ nhở. Vào đây khó thể headshot được. Đấy, như thế thì các bạn không trúng. Nếu các bạn không biết đường né, các bạn né tốt rồi thì các bạn ra giữa và các bạn né thôi. Đấy, như thằng kia chết rồi kìa. Rồi. Ê, làm gì mà căng vậy? Cái khẩu này hơi bị nặng nên mình phải đép lay qua súng phụ để mà chạy. Quá là nặng luôn ý. Rồi. Nó di chuyển nó thắm lọ. À, mày bay lên là con lợn này. Ok, quá đơn giản thôi. Đấy, đó những là cái mẹo vặt để các bạn đi boss này. Boss này nó cũng đơn giản thôi. Với lại cái trượng của cái boss này nó cũng không ngon. Nên bây giờ nó có ra hay là không ra thì mình cũng không quan tâm lắm. Vâng, quang các bạn quan tâm ở cái boss cuối. Ra cái cung với lại cái kiếm nó là đẹp. À, hôm nay thì có sự kiện full thẻ vàng M16F Oppo một ngày này. Đùa thật đấy chứ. Thơm sơn vĩnh viễn, úi dồi toàn ra. Vâng. Bọn kia được gì không? Đéo được gì. Ê, chưa. Bọn kia đéo được gì anh em ạ? Ai hi. Vui lắm cơ. Vâng, chúng ta sẽ đến boss cuối và quan trọng là boss này sẽ ra hay không. Vâng, nếu mà boss này đến phút cuối mà không ra cái đồ ngồi gì ngon thì đúng là mình vỡ mồm anh em ạ. Mình chắc chắn là phải ra. Thế luôn ấy. Cứ tưởng bắn auto cơ. Tại vì bắn ngu như này, bắn không farm được quá nhiều như này thì thực sự là nó ra đồ ấy. Không phải chuyện để đùa đâu. Đấy, nhưng mình cũng phải farm quái hết sức mình về cái sức mạnh của khẩu súng. Còn bọn kia thì bọn kia nó mồm rộng rồi. Mình bắn như bình thường thôi, mình không có sử dụng kill đặc biệt. Đấy, bắn hết sức mình của cái khẩu súng. Hạ cầu đá, ok. Hạ cầu đá để chúng ta có thể qua. Ở trong lúc hạ thì các bạn phải farm quái. Rồi, bên kia không có ai kìa. Cái định mệnh. Không đơn giản đấy nhở. Bức tượng đó, cái gì? Bên bức tượng có hình như có cơ quan, phải nồi. Vâng, dịt ra hơi bựa bựa. Nhưng mình cũng không thích đọc cốt truyện đâu. Bố mày chỉ thích đồ trong này thôi. Cốt truyện đéo quan tâm. Rồi, đối với cái này thì chúng ta phải bắn 4 con xung quanh. Các bạn cần phải mở cái chốt trên kia. Thằng này qua đây làm gì đây? Qua đây làm gì? Cái này này, đúng rồi. Lần thứ 8 của tôi à? Ừ, tự nhiên đi 8 lần rồi, kinh máy cứt. Và mình cũng nhiều ấy. Thực sự... đi nhiều để test xem cách nào để ra đồ ngon cho các bạn có thể đi. Vâng, bọn kia thì cứ thích đồ VIP thì kệ bọn nó, còn mình cứ đi đồ cùi thôi. Vâng, đùa Gatling cũng là đồ cùi tuy là nó là VIP. Ủa ôi. Nhưng nó nặng, anh em hiểu không? Với lại đam nó cũng không phải là quá to. Đấy, nó không farm quái được nhiều. Cơ bản là nó nặng thôi, chứ đam nó thì cũng ok.
đam nó cũng được. Úi dồi ôi. Nhưng nó nặng thì nó sẽ không giúp các bạn chạy tốt và farm bắn bot tốt được. Đấy, cái vấn đề di chuyển thì nó sẽ khác anh em ạ. Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ủa, sao không bắn thế này? Bị mệnh hay tưởng nhầm auto. Vậy nồi. Đâu nhở? Chết mẹ rồi, lạc đường rồi. Lạc đường rồi, đây rồi. Hay nồi. Xoay xoay một hồi đéo biết nó ở đâu luôn ạ. Rồi tới bút máu. Không có gì để bút. Đi thôi. Bây giờ mình có 7 đồng đam. Và cách để qua cái này nó cũng đơn giản thôi. Nếu các bạn cầm VIP thì mình không nói, nhưng các bạn cầm đua link như mình thì cách đơn giản nhất là bắn và chạy. Vâng, hơi sầm lờ tí thôi, nhưng thực sự đó là mình đùa. Nếu các bạn muốn qua cái này đối với Gatling VIP thì các bạn cứ đặt xuống, các bạn chạy thôi. Đấy thì cái Gatling nó sẽ bắn cover cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đặt tiếp. Nếu các bạn di chuyển quá xa cái Gatling thì các bạn phải tiến lên. Các bạn phải lấy cái khẩu Gatling và đặt lại. Đấy, đặt lại cho nó cover. Ok. Thế là mình lên thôi. Đấy, các bạn thấy đơn giản không ạ? Đơn giản như đan rổ rồi. Còn bọn kia nó lại lên sau mình. Đấy, bọn kia nó cũng bắn cover cho mình nữa. Bọn kia thì tham rồi. Mồm nó phải gọi là tính bằng km rồi. Mậy. Có cái gì nó ăn tất thôi. Thì các bạn cứ cho nó ăn đi. Tại vì mấy cái đấy nó không có ảnh hưởng gì đến mình nhiều. Cái top nó không quan trọng. Không phải là top là khôn mà không top là ngu. Những cái thằng không top mà được đồ nhiều đấy mới gọi là khôn ấy. Đấy, các bạn hiểu không? Nó hơi thâm một tí nhưng các bạn phải như thế thôi. Nếu muốn được đồ. Đấy là mình đi nhiều lần rồi, mình cảm giác là mình được nhiều đồ nên mình nói như thế. Còn nếu các bạn đi như mình mà không được thì chắc là các bạn không được đẹp dai. Đấy. Các bạn cứ test thử như mình ấy, các bạn sẽ được thôi. Mình nói chung là đi 3 trận thì ít nhất 2 trận mình cũng được nhiều đồ. Thế thôi. Đấy, nhưng hồi nãy giờ mình đi thì mình đi toàn được đồ thôi. Đấy, cứ giã vào đầu boss thôi. Con này rất đơn giản luôn. Con này nó không khó anh em ạ. Đấy, khó là tại các bạn không di chuyển mà các bạn cứ đứng một chỗ mà các bạn tham cái Q. Tham cái đam thì các bạn như thế thôi. Đấy, mình thì mình không tham. Tham thì thâm. Tốt nhất là đừng để chết nhiều là được. Đấy, trời ơi. Đứng mà tham. Cứ chạy thôi. Úi dồi, may quá. May quá. Rồi, bây giờ cái mục này là mục khó này. Mục này thì đối với những bạn không có VIP đam yếu thì nó rất là khó. Vâng, sao dễ này? Quá dễ luôn, bị mệnh. Dễ vay nổi. Đằng đối luôn. Nếu mà các bạn đam to rồi thì nó rất là dễ. Cái boss này nó cũng không phải khó lắm. Nên thực sự là cái gì đấy? Mày bơm cái gì đấy? Ôi trời ơi, nó bơm con phân thân của nó. À, chứ nhầm cái tượng của nó. Cái này thì né thôi, né to thôi. Úi dồi ôi. Đổi deplay xuống. Cái định mấy, mình đã cố gắng đứng giữa hai bên để chạy nhanh. Tại vì cái khẩu gắn đinh này nó nặng. Cái đéo nó vẫn chết. Đứng giữa hai cái mé là các bạn có thể chạy qua được. Các bạn hiểu không? Á đù, thằng này muốn chơi mình. Vâng, cái thằng đằng sau nó mốc đi chết luôn. Đấy, cái đao. Nó chết rồi sao? Ra đi được sao? Vâng, bạn ra đi thì mình có đồ. Ai xong à? Mệnh. Bị mệnh nhiều đồ thế. Về quá. Cờ. Tự nhiên được đồ rác này thì luôn đấy. Đi nãy giờ được mỗi mảnh. Đi nãy giờ farm quái các kiểu, các bạn hiểu không? Gánh tim các kiểu.
nhưng bị mệnh hoàn cho rác. Ai đi rõ lâu các bạn thấy không ạ? Cái bị mệnh không được gì. Ê các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn đã sáng mắt chưa? Đấy, farm cho cố vào, gánh tim các kiểu cho lắm vô, định mệnh đéo được gì. Hài vãi cứt. Các bạn hiểu không? Quá hài luôn ý. Đấy, sát thương boss thì mình cũng chả thua bố con đằng nào. Cũng gần gần tương tương thôi. Còn mức độ farm quái thì mình cũng yếu ấy. Mình ở top 3. Còn thằng kia thì chơi mức khôn hơn, nó chỉ là nó farm quái mắc X mà nó sát thương boss nhiều. Đấy, nó cũng chơi kiểu khôn anh em hiểu không? Cái thằng như này nó rất là khôn. Còn bọn kia thì nó cứ farm quái cho lắm thôi, đéo được gì. Vâng, mình nói chung là ở trung bình thôi. Đấy, thằng dưới nó cũng được nhiều đồ rồi. Bye bye mọi người, chúc các bạn thành công.